rất là nhanh luôn, cầu rất nhanh luôn, màu đinh đỏ. Mỗi đội là cho ăn cắm gà nó không thể bật, thì nó không có sức mạnh để bật lên thôi. Cái hàng này anh em về gột này, hàng chất lượng luôn. Tương lai dê cầu luôn anh em nhé. Tí nữa mình sẽ quay một đoạn một mình nó để cho anh em rõ bộ bóng bộ mặt mũi nhé. Tại vì mình quay ngược nó ngồi nó hơi ngược sáng. Ở phía bên ngoài kia thì trời nó nắng quá. Anh em kết con hàng này thì alo Đức, số điện thoại 036 5600 511, ship toàn quốc nhé. Anh em có thể là cọc thẻ điện thoại nhận tiền nhà xe hoặc là chuyển khoản cả trước cũng được. Nói chung là kênh mình bán hàng mình rất là lâu rồi, 5-7 năm nay rồi, nên anh em khỏi phải suy nghĩ về cái hàng, về độ uy tín và độ chất lượng. Anh em cứ theo dõi nào đều thấy rồi. Hàng tuần mình đều ship đi tất cả các tỉnh thành hàng chục con, tuần nào cũng như tuần nào. Nên là bất kể ở đâu cũng ship được hết nhé. Anh em thấy không? Hàng này mà không gột thì quá là phí luôn. Anh em nào mà kết cái mẫu này thì nhanh tay nhé. Chỉ là một con mộc thôi nhưng rất là chất lượng luôn. Đây là cùng đấu cùng với mộc anh em nhé. Toàn bộ là hàng tuyển chọn bẫy đấu, rất là nhiều, rất là nhiều thợ về đây, nó hội tụ ở đây, các cái vùng núi về đây, nên là anh em khỏi suy nghĩ về bàn về chất lượng. Ôi giời, càng đấu càng hay luôn anh em ạ. Ok anh em, bây giờ mình quay sơ sơ ấy thôi, mình quay nhiều thì nó cũng vậy thôi, mình mộc mà nó đấu theo ngẫu hứng, còn nó anh em bắt cái lết và cái bóng bộ thôi. Còn đằng sau nó chỉ mở miệng, đằng sau mở miệng cái là nó quát nó giật luôn, anh em thấy cái độ chất lượng quá là ok luôn. Kênh của Đức bán hàng thì luôn luôn là kể cả mộc và bổi, tất cả các thứ đều quay sự bóng bộ và thái độ đấu hết, lết đấu ra luôn, khỏi phải suy nghĩ gì về cái rồi. Một lần nữa anh em kết thì alo Đức, số điện thoại 036 5600 511, chim ở Chí Linh, Hải Dương, ship toàn quốc. Để phải bàn cãi về chất lượng luôn. Ok anh em, sau đây anh em xem hết clip thì mình sẽ quay riêng một mình nó, mặt nó nhé, mặt mũi bóng bộ riêng cho nó, anh em để về anh em nhận dạng. Mộc tinh anh em nhé, chân khá là già luôn, già rừng luôn. Chân màu rất là dày. Đấy, màu không biết cục là gì luôn. Ok nha.